Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây. Chùa Phước Hậu như tên gọi của nó là sự đầy đặn về phước báo, và đây cũng là cái điều mà tất cả những người Phật tử tại gia hướng về. Nhân chuyến thăm viếng chùa Phước Hậu lần này, chúng tôi xin chia sẻ một phần đầu của bài kinh Phước Lành. Đây là bài kinh rất là phổ biến ở trong kinh tạng Bali, mà người Phật tử tại gia đó phần lớn đều đã thuộc lòng. Ở trong quy ngữ Bali, kinh này gọi là Mahā Maṅgala Sutta, dịch nghĩa sát đó là kinh nói về phước lành lớn. Trong các bản dịch tiếng Việt đó, thỉnh thoảng là dùng cái từ là kinh Phước Đức hay là kinh Điềm Lành. Gọi là chữ Điềm Lành đó, thì nó nói về một cái thị tương lai sẽ diễn ra, mà quả phúc của nó đó là điều mà chúng ta cam đoan là chắc chắn. Trong khi nói về chữ Phước Đức đó, thì nó nhấn mạnh đến cái phước và cái đức của con người đang có. Quy ngữ Bali Mangala đó dịch sát nghĩa là phước lành, rồi dịch cái từ điềm lành thì nó là không chuẩn. Thì điềm là một cái dấu hiệu để ám chỉ hoặc là dẫn thể cho cái chuyện ở trong tương lai. Gọi là một phước lành là bởi vì khi ta sống với những điều mà Đức Phật dạy trong bản kinh này đó, thì ngay đời sống hiện tại ta được phước báo và an vui, và sau khi ra đời đó ta lại tiếp tục được phước báo và an vui. Mangala nó gọi là có hai nghĩa là phước và sự an vui, còn dịch là điềm lành đó thì nó không lột tả hết được ý nghĩa của nó. Bài kinh này là một bài kinh chỉ có 12 câu kệ, mỗi câu gồm có 4 hàng, mỗi hàng gồm có 5 chữ. Và cái xuất xứ bài kinh nó rất là ấn tượng ở chỗ đó, người đương cơ pháp hội hỏi Đức Phật thuyết giảng bài kinh này không phải ở trên hành tinh của chúng ta, mà là du hành từ một hành tinh khác. Nguyên ngữ của bài kinh gọi là một vị chư thiên có hào quang chiếu sáng khắp toàn thân, và đến gặp Đức Phật vào khoảng 4-5 giờ khuya, lúc mà tất cả con người đang say giấc nồng. Thì điều mà vị thiên nhân này đặt ra đó, đó là bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy giảng giải một cách vắn tắt phương pháp và nghệ thuật nào để có được phước lành ở trong cuộc đời. Cái giảng dạy của bài kinh nó đơn giản như thế, nhưng mà triết lý nó sâu ở chỗ là phần lớn chúng ta đang là con người hành tinh này, luôn có nguyện vọng sau khi chết đó tái sanh về cõi trời để hưởng phước lộc. Trong khi đó, vị thiên nhân tức là con người ở hành tinh ngoài hành tinh của chúng ta đang sống là mong mỏi những phước báo để được làm con người trên hành tinh này. Là bởi vì ở trong kinh Đức Phật nói rất rõ, làm con người ở các hành tinh khác là phước nhiều quá, cho nên nó chưa chắc gì chúng ta đã hướng tâm về sự tu tập. Nó đó lặp lại hoàn toàn với cái cảnh giới mà con người có khổ đau nhiều quá, từ sáng đến chiều tới bận tâm đến cái đau tử, cho nên không có thời giờ để chăm sóc bộ não, và sau nữa là đời sống tâm linh. Như vậy là hai thế cực hưởng phước nhiều quá và kéo phước báo quá thì khó có thể tiếp cận được đạo Phật. Cho nên là ông lại muốn có cơ hội để tái sanh ở trên hành tinh này một cách chính thức, để có được điều kiện đi con đường tâm linh ở mức độ đạt được kết quả cao nhất của nó. Cho nên làm được thân người là khó, là bởi vì thân người trên hành tinh này nó vừa phải về phương diện phước báo, cho nên sự tiến tu ngày càng được gia tăng. Nhân cơ hội đó, Đức Phật đã trả lời gồm có 10 phương pháp, mà hai phương pháp đầu đó trong buổi pháp thoại sáng hôm nay chúng tôi tạm gọi đó là môi trường và cuộc sống, như là một trong những yếu tố rất quan trọng dẫn tới thái độ sống hạnh phúc hay là khổ đau của từng con người. Mỗi một bài kệ ở trong kinh Phước Làm Mày đó nó gồm có 4 câu, mà 3 câu ở trong mỗi bài kệ đó được xem là các phương pháp, các bước đi, các cách thức thực tập. Mỗi một điều phước làm đó thì gồm có tối thiểu là từ 3 cho đến 6 yếu tố, mà việc thực hiện và áp dụng chúng vào trong đời sống đó sẽ mang lại an lạc hạnh phúc cho chúng ta, không chỉ ở đời này mà còn kéo dài ở trong đời tương lai. Vì thế Đức Phật đó, tương lai là kết quả của hiện tại, cho nên chăm sóc phước lành ở hiện tại đó là cách thức để chúng ta gây dựng hạnh phúc ở trong đời sống của những năm kéo theo sau, hoặc là của những đời sau. Cái câu kệ đầu là cái câu kệ hỏi của vị thiên nhân. Câu kệ thứ 14 là câu kệ kết thúc của Đức Phật, và câu kệ thứ 12 là kết thúc, và 10 câu kệ còn lại đó là nó liên hệ đến 10 phương pháp. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào phương pháp đầu tiên, đó là môi trường và cuộc sống. Thì rõ ràng theo quan điểm của Đức Phật đó là môi trường nó gồm có tất cả các hoàn cảnh thuận và nghịch, ở trong đó nó có đối tượng của con người, lớn hơn nữa là cộng đồng, giao tế, xã hội, quốc gia, liên minh các quốc gia và liên minh các hành tinh ở mức độ sâu và rộng hơn. Trong bài kệ đầu, Đức Phật nói như thế này: lánh xa kẻ xấu ác, luôn thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là một phước lành lớn. Ta thấy rất rõ là có 3 vế. Vế một là lánh xa kẻ xấu ác, vế thứ hai đó là tôn kính cho bậc đáng kính, và vế thứ ba là thân cận những bậc hiền. Bởi vì môi trường giao tế giữa con người với con người đó làm cho chúng ta trở thành một phần. Như vậy giao tế là yếu tố một mặt tạo ra một con người xã hội, như là một nhu cầu không thể thiếu. Mặt khác đó, nó làm cho thói quen về văn hóa, phong tục, tập quán ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta rất nhiều. Do đó nó phải chọn bạn mà chơi và phải chọn người mà tiếp xúc, thì cái sự đảm bảo về đời sống đạo đức đó mới đạt được ở mức độ khá cao. Lấn xe kẻ xấu ác là một yếu tố rất cần thiết, là bởi vì các hạt giống xấu đó, trong tâm thức của con người vốn có sẵn, trải qua nhiều kiếp sống. Khi đó thì ta đóng vai trò là người cầm cân ở một quốc gia, lúc đó thì ta làm một cái vai trò công dân ở trong xã hội. Khi thì ta làm người thiện, lúc đó thì ta làm người ác. Thiện và ác dẫn đến các hạt giống tốt và xấu đó luôn luôn tồn tại một cách lẫn lộn trong kho tàng tâm thức của con người, vốn không mất đi sau cái tiến trình tái sinh trải qua từng kiếp sống. Thì từ chỗ đó mà việc tiếp xúc với những người tốt á, sẽ làm cho hạt giống tốt được trỗi dậy, mà tiếp xúc với người xấu á, sẽ làm cho hạt giống xấu đó trở thành như là một thói quen. Dần già rồi đó, chúng ta trở thành chính những con người xấu đó. Ở trong môi trường giao tế nó luôn luôn diễn ra theo cái thế là ảnh hưởng lẫn nhau. Cái thế ảnh hưởng nó diễn ra theo hai chiều, hoặc là mình ảnh hưởng trên người đó, hoặc là người đó sẽ ảnh hưởng trên mình. Mối quan hệ nếu mà nó song hành ngang ngửa với nhau đó thì thường dễ bị va chạm và đổ vỡ. Vì đó nó cũng giống như cái nắp và cái nồi, có một cái được phủ trình và một cái bị chứa đựng. Có rất nhiều người có một cái niềm tin hơi chủ quan, nghĩ rằng là mình tiếp xúc với những người xấu đó chẳng những không bị tập tành những thói quen xấu, ngược lại mình có thể hỗ trợ cho người đó ở một phương diện nhất định nào, nhất là trong mối quan hệ tình thân dẫn đến tình yêu. Ta cứ đưa hy vọng rằng là cái người bạn tình mà mình đang để tâm với mắt có những cái thói hư tật xấu, nhờ cái tình yêu chân thành ta có thể đổi được tính cách của người này, thì cái điều mà tự tin đó là một cái điểm xuất phát tốt để ta có thể thân cận những người tiêu cực. Nhưng mình phải hiểu rất rõ là cái cá tính của mình đó, nó dễ bị chạy theo cái thói quen của tình cảm, và rồi đó mình tự an ủi với chính mình nhiều hơn, và nếu không thay đổi được người đó thì sẽ đến lúc ta bị người đó thay đổi. Cái cơ chế tác động về cá tính này đó, nó là một cái quy luật, mà cái nào mạnh với hạt giống năng lượng tốt đó, nó sẽ tác động lên cái người còn lại. Cho nên nếu ta chưa phải là một nhân cách bất thối chuyển về đời sống đạo đức thì việc giao du với kẻ xấu đó, thì ta sẽ trở thành người đó ở trong tương lai. Đây là cái triết lý mà Đức Phật đã dạy. Dân gian Việt Nam cũng có câu nói tương tự và ảnh hưởng triết lý của nhà Phật, đó là gần mực thì đen. Phần lớn đó, cái việc mà tiếp xúc đó, nó sẽ tạo ra tiến trình như vậy. 5 lần có mặt tại trại giam K20 Vụ Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, và điều gần đây nhất đó là ngày 31 tháng 5 2008. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc gần 2.000 phạm nhân với mức án hình sự từ 5 năm cho đến 20 năm tù giam về những cái tội giết người, cướp giật có tổ chức, buôn bán sự kê ma túy, tổ chức mại dâm và nhiều cái tội hình sự khác. Thì tại đây đó chúng ta biết đó là một cái sự tập hợp của phần lớn những con người mà quá khứ của họ đó nó có một cái vết mực ở trên cái mảnh đất tâm trong sáng, và họ đang nỗ lực để mà tẩy rửa cái vết mực đen này để trở thành một con người hoàn toàn là mới. Chúng tôi thường yêu cầu họ đó, mỗi khi có cơ hội ngồi tâm sự chia sẻ với nhau đó, thì có 3 điều không nên nói. Thứ nhất đó, là cái quá khứ đen đuốc của mình. Cái thứ hai đó là những cái kinh nghiệm trong thế giới giang hồ. Và cái thứ ba đó là suối những người đang cùng ở chung một cảnh huống với mình lún nước sâu trong con đường tội lỗi, người nghĩ rằng là không có nhân quả, nghiệp báo và không có tương lai. Tại các trại giam ở Việt Nam và một số nước ngoài khác đó, phương tiện giải trí hoàn toàn không có, các phạm nhân đó, không có báo để đọc, không có tạp chí để xem, không có tivi để thưởng thức, không có radio để nghe. Do đó là một ngày đó từ 6 đến 8 tiếng làm việc để chuộc tội, thời gian còn lại đó là ngã lưng xuống mặt đất là ngủ liền vì mỏi mệt quá. Cho nên đó là dần dà là những cái hạt giống tốt đó nó không được tưới tẩm thêm, những hạt giống cũ đó đang bị đè nén bởi luật pháp và sự trừng phạt trong ngục tù, nó không có cơ hội để tháo gỡ. Do đó có nhiều người sau khi mãn án tù chẳng những không trở thành người mới vài ba ngày sau đó tiếp tục bị bắt vài tù nữa, vì hạt giống đơn đó vẫn còn nằm y nguyên. Khi ngồi chia sẻ tâm sự giữa bài với nhau đó, thì người ta có thói quen là kể về mình. Mà cuộc đời của những người như thế đó, cái tốt thì ít, cái xấu thì nhiều. Ở trong đó, chúng tôi thấy là có khoảng vài chục em thiếu niên tuổi từ 14 cho đến 18 bị gia một cái tội là dính líu vào đường dây buôn bán ma túy. Nếu như các em đó nó bất hạnh ở chung với cái máu của những người lớn trong thế giới giang hồ nhiều, thì việc kể về cuộc đời anh hùng ở trong thế giới đen và đỏ đó sẽ làm cho các em mà quá nhiều cái hạt giống của sự tiêu cực. Và con người là một phần của những gì mà người ta tiếp xúc, cho nên khi mà cái không gian đối tượng của sự tiếp xúc đó bị giới hạn bởi những cái người mà quá khứ của họ nó vướng đầy những nỗi đau, thì cái sự nghe của con người đó khó có thể đủ sức để mà lọc và tẩy những gì cần giữ lại và những cái gì cần phải loại trừ ra bên ngoài. Cho nên kể về quá khứ đỏ đen của mình sẽ là một điều bất hạnh cho những người ở cùng phòng. Chúng tôi đã yêu cầu họ cũng không nên xúi dục những người khác là tiếp tục đi con đường đó. Vì có một số người mất phương hướng, khi quẩy mặt nhìn lại cái quá khứ của mình, toàn là nỗi đau, toàn là bế tắc, toàn là những hạt giống xấu, và họ nghĩ rằng là mình không còn tương lai nữa. Giả sử có nỗ lực làm mới đó, chưa chắc cuộc đời đã dung tha, người thân đã chấp nhận, và cái phân biệt đối xử trong cộng đồng đó luôn luôn có, bởi vì nó gắn liền với cái lý lịch mà sau này đó, khi đăng ký làm bất cứ ngành nghề chức việc gì cũng khó mà có thể được người ta chấp nhận, bởi vì cái mạng ám ảnh về những hành động xấu đó vẫn làm cho những người chủ, nhất là tư nhân, không dám nhận mình. Từ đó đó họ nghĩ rằng cái việc mà lún nước sâu trong cái đề tài lỗi đó, đó là cái chuyện mà biết không sợ súng, quyền không sợ lỡ, và nó diễn ra như là một tâm lý rất là hiển nhiên ở rất nhiều người. Do đó việc tâm sự, kể chuyện liên hệ với những cái kinh nghiệm này đó sẽ làm cho người nghe của mình vướng lấy rất nhiều hạt giống khổ đau, và đây chính là một sự bất hạnh. Điều yêu cầu thứ hai của chúng tôi đối với các anh chị em tại đây đó, đây là hãy thực tập một thói quen chơi chữ. Nhà tù và nhà tu đó khác nhau ở cái dấu quyền của chữ thứ hai. Như vậy là thay vì mình nghĩ rằng mấy năm tháng có mặt ở trong trại giam để mà bị trừng phạt, thì cái tính chất về nạn nhân nó trở dậy làm cho chúng ta bị khổ đau ngày và đêm ở trong mặc cảm tội lỗi, vốn không phải là điều tốt về phương diện tâm lý học. Điều mà khởi phát để cho chúng ta có thể làm mới đó theo Đức Phật đó, đó là nhận thức lỗi lầm là một thói quen xấu, rồi như quyết tâm từ bỏ không tái phạm trong tương lai, nhưng không để cho cái mặc cảm tội lỗi đó dần xéo chính mình. Thì đây là cái điểm xuất phát khá tốt và tích cực. Cho nên ta chỉ cần đổi cái dấu quyền thành cái dấu bằng, từ nhà tù trở thành nhà tu. Nhà tu đối với Phật giáo đó thì mỗi năm nó gồm có 3 tháng hè. Chư tăng đó thường là ở yên một chỗ, một số vị thì vào rừng sâu, núi thẳm, hay là có mặt ở trong thất để mà tái nạp lại bình năng lượng tâm linh sau 9 tháng là Phật. Thì như vậy là những người tu như thế còn cố tình tìm cái thời gian là không gian thích hợp nhất để tu tập một cách buông mặt hơn. Còn các anh chị tại đây đó thì nó đã có được một môi trường cách ly với xã hội và cộng đồng. Nếu mình bỏ đi cái giới quyền thì cái nhà tù sẽ trở thành nhà tu. Dấu quyền đó được định nghĩa là lòng tham, lòng sân, lòng si, ích kỷ, hận thù, tranh chấp, và những cái hành động lời nói tư duy và việc làm có hại cho tha nhân, có lợi ích cho mình ở hiện tại nhưng nó không có tương lai, thì ta chỉ cần nỗ lực tháo lên tất cả những hành động mang tính cách giới quyền như vừa nêu, thì ở trong từ chính là một cơ hội tu rất là tốt. Chúng tôi đồng thời cũng đề nghị những người giám thị và tổng giám thị của trại giam hãy lưu tâm đến yếu tố giáo dục, bởi vì nó mới làm cho con người thức tỉnh được trọn vẹn. Còn nếu chỉ lấy cái yếu tố trừng phạt đó, làm chuẩn và nghĩ rằng là nó là cái cách để cho những người này sợ mà không dám làm nữa đó, thì nó chỉ đúng một phần. Và bởi vì ở trong trại giam họ không có điều gì để làm ác, làm xấu, làm bất thiện. Điều đó không có nghĩa là các hạt giống xấu bất thiện đã được nhổ sạch ra khỏi mảnh đất tâm, mà trên thực tế đó, cái gì được tái lặp lại nhiều lần sẽ trở thành một thói quen và được người ta nhân lên như là một cá tính. Mà kể khi một hành động xấu được nhân lên thành cá tính đó, thì người ta rất khó có thể nỗ lực để chuyển hóa những hành động tiêu cực này. Cho nên đó là sau khi mãn hạn tù, các hạt giống tiêu cực đó có cơ hội để bộc phát. Suốt những năm tháng ở tù nó không có cơ hội để phát triển, cho nên sự đè nén để trừng trị luật pháp không phải một giải pháp. Rất tiếc là hiện nay đó tại Việt Nam chỉ mới có cái trại giam K20 đã mạnh dạn cho phép tu sĩ Phật giáo vào hướng dẫn thiền và pháp môn niệm Phật, tặng chuỗi và một tủ sách Phật học để giúp cho các phạm nhân đó có cơ hội để tiếp xúc với những hạt giống mới của đạo đức, của văn hóa tâm linh. Còn các trại giam còn lại vẫn còn đóng cửa và có một sự dè chừng quá đáng, cho nên không thể giúp cho những thành phần này có cơ hội để làm mới chính mình. Do đó, đó việc mà thân cận những người xấu và ác đó, sẽ làm cho chúng ta trở thành một phần của người đó ở trong mối quan hệ tương tác. Các vị Bồ Tát ở trong kinh điển Đại Thừa thường phát nguyện là gần gũi với những thành phần này qua phương pháp đồng sự để giúp cho họ nở lên được nỗi khổ và niềm đau. Cuối tháng 12 năm 2007, chúng tôi có đọc được một mẫu tin ở trên trang web buddhistchannel.tv kể về cái sự kiện là gần đây tại Nhật Bản, các nhà sư nhập thế đó đã hoạt động Phật sự rất là tích cực. Các thầy vào trong các quán bar và những khu ăn chơi nổi tiếng. Mà ở tại Nhật đó, thì người ta cho phép mình đăng ký giờ, trả tiền bằng hoàng. Nơi mà ăn chơi của Thúy Lầu Xanh nó cũng có mặt của các nhà sư Nhật. Lúc đầu đó nó tạo ra sự đàm tiếu rất lớn. Và đến cái giờ đăng ký các nhà sư ấy, thì một hiện tượng rất là đặc biệt đã xuất hiện. Đó là các nhà sư lên ca các bài đạo ca với cái nhạc điệu du duyên trầm bổng nhẹ nhàng, và nó đi vào đời sống nội tại hết sức là sâu lắng. Thì với anh chị của Lầu Xanh này đó phải dừng hết tất cả các hoạt động và đưa ánh mắt theo dõi về các hoạt động của các nhà sư này. Hạt giống về tâm linh, đạo đức và đời sống an lạc hạnh phúc đạo tạo bắt đầu được gieo trồng một cách có ý thức đối với những người sống ở trong sự lún sâu của thế giới giác quan. Và điều đó chúng tôi cho rằng đó là một sự nhập thế để giúp cho những người xấu đó giảm bớt các hạt giống tiêu cực của mình. Do đó, đó chúng ta đừng vội phê bình sự có mặt của những người làm đạo như thế ở trong những cái môi trường mà cái hạt giống xấu ác và mực đen đó nó chiếm đại đa số. Ngày xưa cái con đường Phật pháp đó, nó giới hạn trong phạm vi giảm đường hay chống đường một ngôi chùa. Người thầy học đó, phải đến chùa thì mới có thể gặp được thầy tốt và bạn lành. Còn bây giờ con đường Phật thế đó, và chúng ta đi cái hướng ngược lại, bởi vì cái thời gian người Phật tử đến chùa không còn nhiều lắm, nhất là sống ở trong xã hội phương Tây như quý vị tại đây. 12 con giáp, nói gì nói đều còn một con giáp duy nhất là con trâu, tức là cày từ sáng đến chiều tối, vất vả cực nhọc, cất số mấy phần chi tiêu của mình để cúng dường Tam Bảo, cách là xây dựng chùa để có chỗ tiêu hao của mình. Đó là một cái nỗ lực rất là đáng khích lệ và tán dương. Do đó cái con đường nhập thế cho phép chúng ta nhìn lại rằng là ở trong mỗi con người đều có cái tiềm năng Phật tính, cái giác ngộ rất là lớn và sâu lắng đó, không mất đi ở trong cái quá trình mà con người lún lút sâu ở trong vũng lầy của tội lỗi. Và khi mà mình nhận chân được yếu tố đó, thì chẳng những ta không xa lắm những kẻ xấu ác, mà ngược lại ta tin rằng ở những người đó có được hạt giống tốt chưa được đánh thức, để ta nỗ lực đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ hay Đức Phật bị ngủ quên ở trong những cơ hội như thế này, thì ta sẽ tạo cơ hội cho những người đó hồi đầu. Chính từ cái nhận thức này đó mà các tổ Trung Hoa dùng những cái câu nói mà định cách rất là ấn tượng: như bỏ đời đau lập tức thành Phật, lấy đầu là đầu. Chúng ta thấy là giữa cái động tác đưa cái con dao giết người và cái động tác trở thành Phật đó, nó có một cái khoảng cách đó, được nối kết bởi hàng trăm hàng tỷ các dấu chấm, mà mỗi dấu chấm đó phải được gieo trồng bởi những hành động tốt và tích cực, ta mới có thể chuyển hóa được những hạt giống tiêu cực vốn có. Cho nên đó, là việc mà khích lệ một cách có nghệ thuật sẽ làm cho những con người đó mất đi niềm tin và phương hướng, mạnh dạn tin vào cái tiềm năng vốn có của mình để trở thành một con người hoàn toàn làm mới. Giữa động tác hồi đầu và cái bờ đó nó có một khoảng cách rất là xa. Và lúc suốt mấy chục năm trong cuộc đời họ đã bơi trên con đường tội lỗi đó, và nhào tràn xa lắm cái bờ an vui và hạnh phúc. Bây giờ giác ngộ cái đột quay trở về đó, thì chúng ta thấy là đôi lúc họ có thể bị chết chìm trong sự quay, chết chìm ở trong sự nỗ lực để trở về. Chưa chắc mấy người đã thành công. Người câu nói trong giáo dục khuyến tấn nó luôn luôn là mạnh và bạo với niềm tin quay đầu đi, bờ sẽ có trước mặt. Nó là một cái giáo dục rất là khích lệ, và những cái phương hướng giáo dục như thế này là cực kỳ có ý nghĩa đối với những người đang sống ở trong các trại giam, để hành động thiếu thức hoặc là cố tình của họ do hoàn cảnh khó khăn, do những bế tắc của xã hội, do những bế tắc của gia đình và do những bế tắc của cá nhân. Cái nhìn mà Bồ Tát đạo này cho phép chúng ta ứng xử một cách năng động và tích cực hơn, là hãy phát hiện như Bồ Tát Địa Tạng đi vào trong những ngọn cách tới tâm nhất của cuộc đời, đó là trại giam, để ta gõ cửa và đánh thức Đức Phật đang bị ngủ quên ở những con người như thế. Cho nên đó, ở trong lời dạy của kinh Phước Lành đó, chỉ mới nói đến một cái phương diện là xa lắm kẻ ác thôi, bởi vì đó, đối tượng để có được sự phước lành phần lớn là những người phổ thông. Còn cái vế thứ hai được ẩn chứa ở trong đây, đó là đối với những người đã vững chãi về con đường tốt rồi đó, chẳng những ta không sợ những người như thế, mà còn thấy rằng họ là một đối tượng rất đáng tội nghiệp và nên cần được sự quan tâm, để sự tưới tẩm hạt giống từ bi và tự giác để giúp cho những người đó đó làm mới cuộc đời của họ. Do đó đó là khi ứng dụng lời kinh Phật dạy, ta luôn luôn nghĩ đến cái nghĩa phát dẫn được ám chỉ bên trong, thì sự ứng dụng đó mới thật sự là có kết quả đạt được cái mức độ chiều sâu và chiều cao. Bước thứ hai là thân cận những người hiền, bao gồm cho các vị đạo đức, thầy bà, bạn xấu, đó là hai đối tượng mà chúng ta không nên tiếp xúc. Điều này cho phép chúng ta suy luận sâu và rộng hơn chút xíu nữa là trong cuộc đời đó cũng có những con người hình thức đó là nhà sư, nhà tu, nhưng mà tâm và hành động, lời nói và việc làm hoàn toàn không có sự tương thích. Cho nên là tin tưởng vào những người xuất gia thì cái yêu cầu căn bản họ phải là những người xuất gia chân chính, chứ phải họ thấy thầy là theo, thấy xưng là Phật tử là ta có thể kết giao. Do đó là đối tượng thân cận trong tình huống này phải là những người hiền, những bậc thánh, những người cao thượng, để việc tiếp xúc giao lưu với người đó ta không có bất kỳ một sự lo ngại nào, dè dặt nào. Những con người được gọi là thanh và hiển, dầu là Phật tử đi nữa, việc gần gũi họ để lại với chúng ta rất nhiều nỗi mất mát. Tâm mình luôn luôn bị dao động, không an, không yên, không hạnh phúc. Tiếp xúc với những con người tiêu cực đó, cái năng lượng xấu đó bắt đầu nó tác động, ảnh hưởng, chi phối đến con người chúng ta rất là nhiều. Ta phải hiểu là mỗi một con người nó qua tư duy tỏ ra xung quanh một cái trường sinh học tâm thức. Trường sinh học này nó có cái tác dụng đó là dẫn thể, giống như một cái làn nước mà bạn đi ra bên ngoài. Và khi giao tiếp xúc với những người tốt thì tâm mình nó được an vui hơn, tại vì cái sự giao thoa giữa trường sinh học tâm linh của họ và ta nó tăng trưởng và khích lệ các hạt giống vốn có là tốt lành được sinh sôi và nảy nở. Cho nên một ngày mà gần những bậc cao tăng, hay là thậm chí chỉ có 5-10 phút gần những người bạn lành, lòng mình cảm thấy an vui, hạnh phúc, bình an vô cùng. Còn tiếp xúc với những người mà tiêu cực đó, về cảm thấy nó mỏi mệt lắm, và thậm chí đó là tình cờ nghe người ta nói chuyện xấu thôi, cái năng lượng tiêu cực đó nó là tác động đến tâm thức của mình rồi, giờ nó làm cho mình nó bị ám ảnh, và lúc nó không vượt qua được cái này, ăn không ngon, ngủ không yên là chuyện cũng thường xuyên xảy ra. Rồi tiếp xúc với những người hiền thượng và đạo đức chính là một cái cách thức để chúng ta kéo và tiếp nạp các cái năng lượng tốt vào trong con người của chúng mình, và mỗi ngày đều như thế thì chắc chắn rằng là các hạt giống xấu đó nó sẽ được loại trừ. Theo tâm lý học Phật giáo thì các hạt giống khi được nạp vào trong tâm thức đó, sẽ được diễn ra theo cơ chế là loại trừ lẫn nhau. Cái gì mạnh sẽ chiếm cái năng lượng khống chế, cái gì yếu sẽ bị phủ trừng. Từ cái cơ cấu nhận thức đó đó, ta phải có một cái niềm tin mạnh là việc tiếp xúc với lời kinh, rồi tất cả những sách vở kinh điển, những nhân giảng tốt, những người lành, văn hóa, nghệ thuật và các lĩnh vực nó có cái giá trị giáo dục về đạo đức và tâm linh nhiều chừng nào đó, thì cái năng lượng tích cực ở chúng ta sẽ sanh sôi và nảy nở chừng đó. Thì như vậy là có mặt ở trong một cái cộng hưởng tâm linh như vậy đó, nó tạo ra chất ăn còn rất là nhiều. Và đây chính là yếu tố trả lời tại sao rất nhiều Phật tử ở nhà nó có chánh điện, cha nghiêng có ông thư vì chánh điện ở chùa, có là không gian rất là yên tĩnh để tu, mà vẫn có nhu cầu trở về chùa vào những ngày cuối tuần như thế này. Mặc dù trong đời sống phương Tây đó thì ai cũng bận rộn, thì bởi vì người ta thấy được cái giá trị của những hạt giống tâm linh do cái tác hưởng tập thể từ thầy tốt cho đến những người bạn đồng tu. Cho nên đó, việc cắt sớm thời gian ở nhà để có mặt ở chùa là một nhu cầu không thể thiếu đối với những người Phật tử tại gia. Ngay cả trong tình huống mình đã đi chùa vài chục năm, nghe kinh, đọc sách Phật và tự nghiên cứu nắm rõ về con đường tâm linh của Đức Phật dạy, dưới các đề pháp môn rất là nhìn những lời, thì cái nhu cầu đi chùa để tiếp nhận cái năng lượng cộng hưởng tâm linh tập thể nó vẫn không nên bị gián đoạn. Ta hãy thử quan sát là Đức Phật đó đã thành đạo vào cái đêm cuối cùng của 49 ngày, thiền quán được cái đường trung đạo với cội cái Bồ Đề. Ấy thế mà kể từ đó cho đến lúc qua đời là 45 năm theo Nam Tông và 49 năm theo Bắc Tông. Mỗi ngày ngài vẫn thực tập, giống như là bao nhiêu vị xuất gia trẻ mới bắt đầu đi vào con đường tâm linh. Cái việc thực tập như thế đó là không phải để cho ngài, mà là để cho những người học trò của ngài noi gương và tiếp nhận cái nguồn năng lượng tâm linh cao siêu của ngài. Cho nên người Phật tử tại gia lớn tuổi hiểu được Phật pháp rồi vẫn tiếp tục đi chùa là để tạo cái sự hỗ trợ xúc tác tốt, vì mình lúc bây giờ được xem là một vị thiện hữu tri thức, một người bạn lành trên con đường tâm linh cho những người bằng ơn, bằng cháu, bằng con của mình bắt chước để mà trở thành người tốt ở hiện tại và trong tương lai. Và đó là một sự dân hiến và cũng là một cái nghệ thuật hoàn pháp. Với thứ ba của bài kệ này, yêu cầu chúng ta là tôn kính được đáng kính. Cho nên có dạy chúng ta tôn kính người không đáng kính. Và bởi vì giữa chủ nghĩa hình thức và nội dung của là con người đó, đôi lúc nó có khoảng cách. Khoảng cách đó nó là cái kết quả của tri và hành, tức là tri thức và hành động. Có người đó thì giữa cái tri thức và hành động đó, nó có sự tương thích với nhau. Cho nên những gì suy nghĩ được thì nói được, những gì nói được thì làm được. Và đây là một mẫu người được gọi là hoàn chỉnh về phương diện đạo đức và tâm linh. Cũng có một số người đó nói được nhưng làm không được, nói được 100 làm được 80, làm được 50, có người làm được 20, thậm chí có người là không làm được 10 nào. Thì như vậy đó là cái việc mà yếu tố dẫn đến sự tôn kính ở người Phật tử gia nó bị giảm đi rất là nhiều. Nên Đức Phật dạy chúng ta không nên rơi vào chủ nghĩa thần tượng cá nhân, bởi vì cái chủ nghĩa thần tượng cá nhân đó nó có một cái tác hại lớn. Đó là nếu người đó là một người hoàn chỉnh từ đầu chí cuối thì việc thần tượng người này sẽ dẫn đến một thái độ là ta dễ dàng khinh khi những người không phải là mô hình để chúng ta xem là thần tượng này. Từ đó cái phân biệt đối xử với những người đồng tu sẽ tạo ra một khoảng cách rất lớn giữa mình và người. Trong truyền thống tái sanh của Phật giáo Tây Tạng đó, thì những vị lạc ma tái sinh được tôn kính như là các vị Phật sống, các vị Bồ Tát sống. Trong khi đó những vị tu sĩ lạc ma khác đó, phần lớn người Phật tử Tây Tạng lại không có tôn kính. Mấy năm có mặt tại Ấn Độ, chúng tôi và mục sư Duy Hương biết rõ về điều này khá nhiều. Tất cả các tăng ni tu học tại Ấn Độ và có dịp tiếp xúc giao lưu với Phật giáo Tây Tạng cũng xác định được điều đó. Và bởi vì là khi mà đưa một cái vai trò của những vị lạc ma tái sanh lên cao đó, thì những người lạc ma bình thường còn lại được xem là những người cũng không hơn gì người Phật tử tại gia. Do đó nó dẫn đến cái chủ nghĩa là khi có đối tượng thần tượng là mức độ cao nhất, thì bên cạnh đó chúng ta có những đối tượng không được xem là thần tượng. Và cái này nó dẫn đến một cái mối liên hệ ở trong tăng đoàn đó hết sức là lấn cấn. Và đây là điều mà Đức Phật dạy không nên. Đó là lý do ở trong giới luật của những vị xuất gia đó, Đức Phật yêu cầu ai có được những khả năng phi phàm được gọi là thần thông đó, mà thi thố biểu diễn cho người phàm kế tục trong những tình huống không cần thiết thì vi phạm giới luật. Và bởi vì điều đó sẽ dẫn đến tình trạng thần tượng cá nhân. Mà một khi mà thần tượng có cá nhân rồi đó, thì cái mối quan hệ đây đối với những vị thầy khác đó nó không được đẹp nữa. Và từ đây đó chúng ta thấy là các cái quan niệm mà thầy của tôi thế này thế kia đó đều là những thái độ nên tránh, bởi vì nó dẫn đến sự phân biệt đối xử giữa những người Phật tử với nhau. Ta thường thấy là ở trong các chùa đó nó thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một cái hiện tượng là khi mình kính ngưỡng một vị cao tăng nào quá và mình được là cái người may mắn làm đệ tử với các ngài này, thì hầu như đó là các vị thầy khác đó, chúng ta cũng xem thường, hoặc là đồng thời với lúc chúng ta đến với đạo thông qua một vị cao tăng, rồi những người xuất gia trẻ đó là xuất gia sau chúng ta, thì có người là có cái quan niệm rằng là mình đó là huynh đệ với ông thầy đó, với sư cô đó, vì mình và các thầy sư cô đó là đồng sư. Cái quan niệm đó cũng là một sự sai lầm, nó làm cho chúng ta rơi vào cái chủ nghĩa mà việc mà tôn kính những con người mà xuất gia chân chính, mặc dầu là đi tu sau mình, nó không được thiết lập. Như vậy ở trong cái vế ba này đó, ta thấy là việc tôn kính đó, nó phải đặt trên một yếu tố là những người có được cái sở hành, sở học, sở tu ở mức độ mà cái con đường tiến triển của họ trên tâm linh đó, nó ngày càng được gia tăng chứ không bị tụt lùi. Giả sử nếu ta không may mắn không gặp được những người như thế đó, thì cũng không nên tỏ ra thái độ cống cao ngạo mạn, khinh thường những người như thế. Lúc đấy thì ta hãy học theo hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tuy không dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ thành Phật trong tương lai. Thì vế thứ hai là một lời giải đáp, và cũng là một sự nhắc nhở rất là khéo léo và có người thuộc đối với những con người chưa được đáng kính mà ta có nhiều được tiếp xúc. Như vậy thay vì khinh thường, phỉ nhở, phê bình, chỉ trích, thì ta học theo Bồ Tát Thường Bất Khinh nhắc nhở rằng các ngài có hạt giống Phật tính, hãy đánh thức hạt giống Phật tính đó đi. Thì lúc đó đó ta vô được một cái hạt giống tạo điều kiện cho người không đáng kính trở thành đáng kính ở trong tương lai. Và đây chính là cách hành xử rất là khéo léo và có nghệ thuật của người Phật tử tại gia. Một nội dung khác sở dĩ mà Đức Phật dạy là bởi vì đó, khi mà ta đi theo đạo Phật theo một con đường của thần tượng, thì khi thần tượng sụp đổ do ta phát hiện đó là điều gì đó chưa được làm chỉnh ở người ta thần tượng, hoặc là một sự hiểu lầm, hay là một sự dung khống của người khác, mà sự nhẹ dạ cả tin của ta làm cho ta tạo ra một nỗi hàm oan với người ta đáng kính, thì lúc đó ta sẽ vẫy tay chào với đạo Phật. Do đó đến với đạo Phật ấy, thì ta phải thấy là cái yếu tố quan trọng nhất là Phật và Pháp. Tăng á, là một cái năng lượng tập thể giúp ta đi vào đạo. Có những người đó không may mắn, con đường tu học của mình còn tinh tấn hơn là người thầy, chẳng lẽ vì thế ta mất niềm tin? Bởi vì hạt giống ở mỗi người mỗi khác nhau, cho nên việc không tương thờ chủ nghĩa thần tượng sẽ làm cho ta trong mọi tình huống khác nhau, dầu đối tượng thần của mình sụp đổ đi nữa, ta vẫn còn Pháp và Phật, cho nên vẫn tiếp tục đi trên đường tâm linh tốt. Trong những người xuất gia thỉnh thoảng cũng có tình trạng vị thầy để cho các đệ tử thì ra đời, còn các học trò lại tiếp tục tu cho đến trọn cuộc đời của mình. Những người rơi vào tình trạng đó, họ có một cái giai đoạn bị khủng hoảng tâm linh một cách rất là nghiêm trọng. Cái đối tượng được mình tôn kính nhất, giới thiệu mình trong đạo, đặt mình trong ngưỡng đạo của tâm linh, bây giờ không còn là người tu nữa, thì liệu cái giới pháp mà mình tiếp nhận từ vị thầy đó đó, nó có được trọn vẹn hay không? Rất nhiều người không có được câu trả lời vì thiếu sự tư vấn đối với những người cần tư vấn, cho nên nó là bị suy sụp và ngã quỵ trên con đường tu. Nhưng ta phải hiểu theo con đường tâm linh của nhà Phật đó, khi mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì mình phải tự độ chính mình. Dầu cho thầy của mình có tiếp tục tu hay là bị xa đời, thì con đường tự độ vẫn là yếu tố để giúp cho ta vượt qua được những cái khiếm khuyết ở trong cuộc đời. Và sự trở về đời của người thầy cũng không ảnh hưởng gì, và cũng không nên lấy đó làm yếu tố để gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của chúng ta. Đây chính là cái điều mà Đức Phật nói là hãy kính những người đáng kính, để tránh những cái tình trạng thần tượng cá nhân. Điều phước lành thứ hai Đức Phật dạy sống trong môi trường tốt, được tác tạo nhân lành, được đi trên đường chánh là phước lành rất lớn. Trong sự giao tiếp với con người đó thì chúng ta thấy là nó phải có một cái môi trường để sự tiếp xúc là được diễn ra. Vậy đó, đi từ sự tiếp xúc con người dẫn đến sự tiếp xúc với môi trường và hoàn cảnh đó là hai yếu tố nó có mối liên hệ hai chiều. Tiếp xúc với con người ở trên một cái môi trường như thế nào đó, khi là có môi trường thì sự tiếp xúc sẽ được diễn ra. Cho nên đó, ngoài việc xa lánh kẻ xấu, thân cận những người lành, kính những người đang kính, thì ta cũng cần phải chọn môi trường để đầu tư. Và người ta thấy rất rõ là môi trường tạo nên cá tính, cộng nghiệp và biệt nghiệp của một con người. Những người đi vượt biên định cư ở thế giới phương Tây, nơi mà có cái nền kinh tế thì đó là phát triển, hoặc là đi định cư theo dạng bảo lãnh đoàn tụ gia đình, thì trong 6 tháng đầu đó hầu như là ai cũng có cảm giác là muốn trở về quê hương của mình. Rồi cái môi trường sống ở đây nó vẻ hơi cô đơn, vì nó bất rộng người thưa, và cái đồng dân hóa này đã đề cao cái chủ nghĩa cá nhân, cái tự do cá nhân quá nhiều, cho nên người ta không dám lăn la tiếp xúc với những người xung quanh, bởi vì có thể sợ bị thua kiện, hoặc là sợ trở thành là cái đối tượng làm từ người khác. Vì đó đôi lúc đó, ở bên cạnh nhà mà mình không biết cái ông bà bên cạnh là ai, tên tuổi gì, như thế nào, nghề nghiệp ra sao. Từ cái chuyển nghĩa từ cái nhân đó đó, nó làm cho người có khuynh hướng là sống với chính mình nhiều hơn. Cho nên dần dà rồi cái tình làng nghĩa xóm trong nền văn hóa của Việt Nam nó mất đi. Và những cái ngày cuối tuần đó, được đầu tư vào sinh hoạt cộng đồng và xã hội đó làm cho chúng ta có phần tương tác, và đây chính là cái môi trường để giao lưu và tiếp xúc. Có người đó thì đến những cái nơi rượu chè, cờ bạc, hay là những nơi có phương tiện ăn chơi để giải trí, nghĩ rằng là cuộc đời của mình đó, suốt một ngày 8 tiếng mỏi mệt vất vả, tiền bạc tài sản làm ra mà không có hưởng thụ nó thì uổng quá, cho nên người ta cứ tha hồ mà hưởng thụ. Thì lao mà có mặt ở trong những nơi từ như thế thì dần dà rồi để mình đánh mất chính mình mà không thấy. Kể từ khi cái biên giới giữa Việt Nam và Campuchia được thiết lập ở tại Tây Ninh đó, thì những sòng bài ở phía biên giới Campuchia đó nó trở thành là cái môi trường xấu cho người Việt Nam ở Sài Gòn đến để mà chơi. Việc đánh bài ở tại Việt Nam nó trong mấy chục năm vừa qua được xem là bị cấm, vì nó dẫn đến những cái tệ nạn xã hội rất là lớn. Những nơi mà dân trí nghèo, đời sống kinh tế thấp đó, thì người ta thường hy vọng là nếu mình may mắn đó, thì có thể đổi đời được. Nhưng mà trong các cuộc chơi đánh bài như thế đó, hầu như tất cả đều là người thua. Vấn đề còn lại là thua trước hay là thua sau. Người giới ít thì thua trước, người giới nhiều thì thua sau. Ấy thế nào nhiều người không thấy được điều này. Có mặt ở trong môi trường đó thì trước sau gì cũng sạch sành, làm bạn và thậm chí là bác thằng bằng. Cái lần nào chúng tôi đi du lịch tại Campuchia và đi về bằng đường bộ, thì khi mà đón một chiếc xe taxi ở tại biên giới Tây Ninh đó, từ đó mà về tại chùa Phước Hậu đến tận nơi tận chỗ là chỉ có 150.000, tức là khoảng 10 đô vào thời điểm đó. Chứ tôi hỏi là tại sao mà nó rẻ thế? Tại vì nó cả 100 cây số. Ở Việt Nam mình mỗi 1 mét 1 cây số như thế là nó 60 sen Hoa Kỳ đó. Mà số lượng cây số nhiều như vậy tại sao có 150.000? Thì anh tài xế nó trả lời tôi, thực ra cũng phải tốt gì với thầy đâu, tôi đâu phải Phật tử. Và vậy vì tôi được thuê chở khách đánh bài lên vùng biên giới này, và khách đánh bài đó ở chơi từ đó là 3 ngày cho đến 1 tháng, chừng nào hết tiền mới đi về, người ta bao thuê luôn mà. Cho nên thay vì tôi đi về xe không thì tôi chở thầy, tôi có thêm 150.000, có kiếm thêm được cái nào hay cái đó. Thì họ nói rất là chân tình. cho nên nó trở thành như là cái giá mặt ướt đó. Thì từ đó mình mới thấy là rất nhiều người đó có mặt ở trong môi trường xấu này, nhưng mà họ cứ nghĩ rằng mình sẽ làm giàu, mình sẽ giàu sang phú quý, mà không ngờ là càng ngày tài sản, gia tài, sự nghiệp gì nó tổn thất hết trơn, bán trước bán sau, có người đó là thua quá là phải ly dị luôn, rồi bà vợ đã đâu chấp nhận được, và hai người đều ngay lấy đi. Thì chúng ta thấy là cái môi trường mà nó không thuận đó, nó dẫn đến cái tình trạng là chúng ta bị tổn thất rất là nhiều. Môi trường tốt nó sẽ giúp cho mình tác tạo được nhân lành mà đi lên con đường chánh. Cái quy trình nó diễn ra là một yếu tố rất là tất yếu và tự nhiên. Kể từ khi chúng ta có mặt ở tại nền văn hóa phương Tây đó, thì cái hạt giống của phong tục tập quán và nền văn hóa của Việt Nam dần dần chúng ta bị quên đi rất là nhiều. Ở tại Việt Nam đó, mình có thói quen là chạy xe phải lạng và lách, nhưng mà không, đó là mình không có đi tới nơi và tới chỗ đúng giờ, xe được chạy rất là nhiều. Nhưng mà khi mình qua cái môi trường mới của Hoa Kỳ rồi đó, thì mình chạy theo làng đàng hoàng, đường thì có thể là từ 3 làng cho đến 6 làng xe, cho nên là không ai phải lắng ai, không ai phải ăn gian với luật pháp, mặc dù cảnh sát giao thông rất ít về đường phố. Nhưng mà ý thức về tôn trọng luật pháp đó, nó gắn liền với cái nỗi sợ hãi bị phạt, nhất là về insurance, cho nên làm cho chúng ta đi vào trong cái nền nước này rất là nhanh. Cho nên là cái nghiệp cũ chạy xe lạng và lách ở Việt Nam nó được chuyển hóa, là bởi vì chúng ta đang có mặt ở trong môi trường tốt về luật, phải không ạ? Ở Mỹ là được xem là cái nơi có rừng luật, cái gì cũng có luật hết trơn, đụng ra chút xíu là chết, do đó là phải tuân thủ nó. Nhưng mà không á, người ta không có chỗ đúng và sự phát triển của chúng ta nó không có đường đệm. Do đó là cái môi trường tốt nó sẽ nhào nắng mình theo một cái cách thức, lúc đầu nó diễn ra theo một cái phản ứng gọi là có điều kiện, nhưng dần dà rồi nó trở thành là vô điều kiện. Sáng nay trên xe thì bác chất lượng và các vị đi trên đoàn á, có người trẻ lúc đầu tôi lên ngồi trên xe nó cảm thấy không có sợi dây đau đó, cảm thấy nó rất là khó chịu. Mà lúc đầu đó khi mà đeo vào đó cảm thấy nó khó chịu hơn. Thì cái gì nó cũng trở thành thói quen hết, cái tốt cũng là thói quen mà cái xấu cũng là thói quen. Mà mình có mặt ở trong cái môi trường là tôn trọng luật pháp và sự an toàn tính mạng cao như là Hoa Kỳ và nhiều địa phương Tây khác á, thì mình cũng không nên khinh thường cái thanh ngữ ứng vốn vô thường tan biến rất là nhanh. Cho nên ta phải tôn trọng nó bằng cách là phải, khi mà ngồi vào là phải ấn cái nút dây đai để tạo sự an toàn. Không làm như thế thì cảnh sát giao thông phát hiện được là ta bị phạt rất là nặng. Còn ở tại Việt Nam mặc dù nó cũng có những cái luật lệ phạt cái người không đeo dây đai an toàn, nhưng có thể nói là 99% ngay cả các tài xế lái xe taxi cũng không có đeo, thì cái cảm giác này nó làm cho mình khó chịu bực bội. Cách đây khoảng chừng 6 tháng thì Việt Nam chính thức áp dụng cái luật là đội mũ đối với những người lái xe mô tô hay bánh đó. Mà trước đây đó nó được xem như là một cái điều mà không thể thực hiện được. Các báo chí vẽ những cái bức tranh biếm họa đó, là mặc cái chiếc áo dài truyền thống mà đội cái mũ đó vào thấy dị hợm vô thường, rồi vẽ hình được ông sư mà đội cái mũ đó vô lại càng dị hợm hơn đó. Và nhiều hình thức khác, các quan chức to ăn mặc áo lễ, áo dân hóa, rồi đội cái mũ đó vào coi nó cũng ra sao hết trơn. Nhưng mà khi mà luật ban hành bắt đầu từ ngày mấy tháng mấy, việc không đội mũ bảo hiểm đi vào đường phố sẽ bị phạt tiền rất nặng. Thì từ đó về sau người ta phải theo cái môi trường mới này. Và bây giờ đó, cái tình trạng mà tai nạn giao thông đập đầu xuống mặt đường khi mà xe bị té ngã đó, đã giảm bớt ở một mức độ khá đáng kể. Thì cái điều khi mà chúng ta buộc mọi người phải đi theo cái môi trường tốt đó, dần già rồi đâu sẽ vào đấy thôi. Thì mình thấy nó có tính điều kiện và sự huấn luyện một cách có nghệ thuật đó, sẽ làm cho chúng ta từ chỗ không quen trở thành quen, từ chỗ chưa được nhuần nhuyễn trở thành nhuần nhuyễn, từ chỗ chưa có niềm tin trở thành có niềm tin, là chuyện rất là thường. Rồi từ đó môi trường tốt đó, nó tạo ra những cái tác nhân rất là ấn tượng và tích cực. Còn ở trong môi trường tốt mà mình vẫn để cho những hạt dấu tiêu cực và xấu đều tiếp tục tồn tại thì chúng ta là cái người bị đá đát rồi không có thích ứng được. Thì biết rằng là cái sự bảo thủ những hạt giống xấu đó, nó có một cái năng lực tiêu cực quá nhiều, làm cho mình không thể thích ứng, rồi cuối cùng ta trở thành là cái người bị tuột hậu trong sự tiến bộ, tuột hậu trong hạnh phúc, tuột hậu trong tâm linh, và biến mình trở thành nạn nhân là điều không nên. Cách đây khoảng gần 30 năm, lúc đó tôi còn nhỏ, chúng tôi có xem một vở cái lương, không nhớ tên. Thì trong vở cái lương này nó nói về cái ảnh hưởng môi trường đó, từ góc độ của nhà Phật đến đời sống đạo đức của con người khá lớn. Rồi cái lương đó nó xoay quanh đời sống của hai gia đình. Một gia đình là mỗi một về đời sống văn hóa của vợ chồng nhà giáo, và một cái gia đình ở kế cạnh đó là hai người đều là kẻ ăn trộm. Hai bà vợ của hai gia đình này đều sinh ra hai đứa con trai cùng ngày, cùng năm, cùng tháng. Và đó, cái người trúng cướp đó, khi được đàn em mình cho biết là chính quyền sẽ đến bắt họ trong vòng vài tiếng đồng hồ, thì lúc đó đó anh ta mới nảy lên một cái suy nghĩ tương lai của đứa con mình như thế nào kể từ lúc mình bị bắt ở trong tù. Nghĩ như thế, anh phát sinh là một ý tưởng, thay vì mình chấp nhận cái số phận đó thì hãy nỗ lực thay thế số phận của con mình. Nghĩ xong á, anh mới chờ cái lúc ở bên cái nhà kế cạnh đang đi vắng, lấy đứa con của mình trái với đứa con của làng xóm, và lấy đứa con làng xóm về, thì hai đứa con này được trái đổi với nhau. Thì vừa việc trái đổi vừa xong đó, thì cảnh sát cũng đến, vợ chồng anh ta bị bắt. Sau vài năm đó, thì được trả về vì có đứa con nhỏ. Thì chính là tập đó hai vợ chồng này vẫn tiếp tục đi trên cái con đường xấu như là một thói quen. 20 năm sau thì hai cậu thanh niên này lớn lên. Cái cậu thanh niên ở trong gia đình của thầy cô giáo đó để tạm nguyên, còn cái cậu thanh niên ở trong gia đình của tướng cướp đó, thì trở thành kẻ cướp, mặc dù vốn là con của thầy giáo. Hai cậu này nó có một cái anh mua hắn cũng khó nói, lại thương cùng một cái cô rất là trẻ đẹp ở trong làng, cho nên đó, kẻ ăn cướp đó xem cái cậu để tạm điên này như là kẻ thù và muốn trả đũa. Bởi vì cái ngày mà anh ta được cẩm chịu đưa về cái sự quan hô vạn tế của rất nhiều người ở trong làng, thì anh cướp này lại khởi lên một cái tâm niệm ganh tị hơn bao giờ hết. Anh nghĩ rằng là cơ hội để cưới cái cô thiếu nữ mà mình thương đó ngày càng mờ dạt lần, và nó không thể nào được diễn ra, cho nên anh ta tìm cách để mà trả đũa. Thì anh ta phục kích ở bên vệ đường để tính giết cái cậu để trả đũa này, nhưng khi cái cuộc mục kích được diễn ra đó thì anh ta bị phát hiện và bị bắt. Thì đến quan tòa đó, anh ta mới trả lời là sở dĩ anh ta làm như vậy là bởi vì anh ta thương với cô, mà cô này là không thương anh, mà ngược lại là thương cái người để tạm nguyên. Từ đó được tòa cũng xử một cách là nhẹ nhàng hơn, bởi vì cái ganh tị ở trong tình yêu dẫn đến sự mù quáng và sát hại ta. Cái câu chuyện nói cho chúng ta thấy là một con người có những hạt giống tốt từ một cái gia đình hiền lương và đạo đức, nhưng khi được cha mẹ của người ăn cướp giảng dạy đó, thì lúc đó các yếu tố thói hư tật xấu cá tính đã ảnh hưởng trực tiếp đến đứa trẻ thơ này, và ngược lại đó đứa con của gia đình ăn cướp hoặc vào trong môi trường hoàn toàn tốt á, thì cái hạt giống tiêu cực đó được xóa sổ, được làm mới. Còn những hạt giống tốt của cái cậu bé con nhà cô giáo này lại có mặt ở trong một môi trường xấu, cho nên nó không đủ sức để làm cho cái hạt giống đó được sinh sôi và nảy nở. Và kết quả là môi trường tạo nên nhân cách của con người. Chúng tôi suy luận rằng là tác giả của vở cái liên đó đó đã hiểu được cái học thuyết về nghiệp duyên và hoàn cảnh mà Đức Phật đã dạy trong kinh khá sâu sắc, cho nên đã cung cấp cho chúng ta một cái vở diễn rất là ấn tượng để những bậc làm cha làm mẹ nó phải hết sức là ý thức và có trách nhiệm một cách nghiêm túc về việc giáo dục con em của mình. Đừng nghĩ rằng ta là người hiền lương đạo đức, gia đình mình nó có một cái truyền thống đạo đức và gia giáo khá tốt thì con mình tất yếu sẽ trở thành người lành. Câu nói đó bây giờ cần phải đặt và xét lại rất nhiều. Trong cái môi trường xã hội phương Tây đó, cái tự do cá nhân khi mà được đề cao đến một mức khá lớn đó, thì hầu như con em của chúng ta chỉ nương tựa chúng ta khi mà nó chưa đến tuổi thành niên. Thậm chí có rất nhiều em đó, ở tuổi chưa thành niên mà vẫn có cái thái độ và tinh thần tách lập với cha mẹ, bởi vì luật pháp đã được cho phép. Nếu cha mẹ la lời rễ mắng nó được quyền thư kiện này. Do đó cái sự tách lập này đó dần dần nó dẫn đến là việc giao lưu tiếp xúc với môi trường của riêng nó đó, nhiều hơn là môi trường với cái nền văn hóa mà cha mẹ chúng đã từng có mặt. Cho nên là tiếp xúc với văn hóa Việt Nam tại nhà đó đến lúc chỉ có 1-2 giờ, còn tiếp xúc với cái nền văn hóa mới đó đến 10 mấy tiếng đồng hồ. Và cái gì đó nó có mặt nhiều, nó sẽ trở thành một cái mặt đổi quan trọng, lắng áp. Còn cái mà chúng ta thao thức muốn trao tặng cho con em của mình, nó quá ít cơ hội để được sanh sôi nảy nở. Dần già rồi nó sẽ bị lãng quên. Cho nên là khi mà di dân sang một quốc gia khác và trở thành công dân của quốc gia này đó, thì hầu như tất cả những công dân di dân đang bị lâm vào một cái khủng hoảng về văn hóa. Đó là con em thế hệ thứ nhất của mình chỉ thừa hưởng được cái nền văn hóa của mình đó, khoảng 30%, 70% còn lại là nền văn hóa của nơi mới. Còn con em là từ thế hệ thứ hai trở đi đó, tiếp xúc với nền văn hóa này gần như là 90%, và chịu ảnh hưởng nền văn hóa của mình chỉ còn có 10% thôi. Và nếu chúng ta tính từ cái điểm xuất phát từ cái thế hệ con em thứ hai trở đi, thì liệu cái nền văn hóa Việt Nam và mình ấp ủ bao nhiêu năm qua, như là cái văn hóa tâm linh của Đạo Phật mà mình mang theo, mình muốn truyền trao cho con em của mình đó, nó còn được bao nhiêu % đối với thế hệ trong tương lai cháu của chúng ta? Câu hỏi này đó nó buộc chúng ta phải hết sức là thận trọng và đưa con em mình đó vào trong cái quỹ đạo mà có thể giúp cho chúng có thể được an vui và hạnh phúc từ lâu và dài.